có gió trên không có gió dưới nữa. Đây. Giờ sẽ thả cánh công các bạn nhé. Hôm trước nó bị gãy mà bên cánh. Tóm đây đu nhở. Lên ngay. À, anh em nhìn chưa? Quả này hơi bị ngon luôn. Đấy. Tầm này đó nhá. Lên phát lên luôn. Anh em nhìn thấy ở đây nhiều cây không? Rau dưa này. Đấy. Đây là súp lơ à? Súp lơ xanh. Bên này là chuối ấy. Thả diều ngoài cánh đồng để cho nó thơ mộng nhỉ. Cà chua, mình lên cà chua. Không gió rồi. Tí nữa có gió rồi thả tiếp các bạn. Đấy. Cốc ba cánh. Ok các bạn, mấy hôm nữa thì sẽ đặt lấy ít cái thủy tinh. Sợi thủy tinh thì làm diều cho nó nhanh. Chứ nếu làm một số lượng lớn mà làm bằng tre thì anh em mình không có thời gian để làm đâu. Thì mấy hôm nữa sẽ đặt cái đấy về để làm event cho anh em nhé. Đấy, thì sẽ làm về sẽ huy động mấy anh em ra để làm. Còn bây giờ thì chắc là không vót tre. Để anh kéo thử xem nhá. Để anh kéo thử cho. Mình sẽ chạy, mình sẽ kéo. Xem biết có được không. Đây. Đấy, ấy, 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 ấy. Bị rối dây, từ từ ăn. Bị rối, từ từ đợi tí ăn, đỉnh gỡ ăn. Căng chưa? Rồi đấy. 1, 2, 3. Bị mắc dây chuối rồi, cây chuối rồi. Bị mắc vào cây chuối. Bị mắc cây chuối, được chưa? Lên rồi các bạn. Ô ngon. Lên rồi đó. Nó phải bắt được gió cơ. Đấy, lên rồi đấy. Ý, kinh không? Đùa, chạy gì không? Giật là được mà, giật là... Thấy lặng nặng tay phết này. Ô, con này dễ lên nhở? Các bạn này, lên rồi này. Ừ, tầm này thì cứ cho nó đẩy dây ra xem nào. Lên đường là được. Ở cánh đồng thì thả thoải mái các bạn ạ, không phải sợ gì cả. Đúng, ở đây làm gì có ai. Ngoài này thả thì thoải mái luôn. Lại còn thơ mộng nữa. Nhưng mà mỗi tội là anh em nằm buổi tối ra đây thả thì cũng hơi ghê. Ở bên kia là nghĩa trang các bạn ạ. Lên đây. Cứ cho đậy tay lên là được. Anh em nào mà vào xem video mà cứ comment bảo là tặng diều ấy. Thực ra ấy, mình khó vận chuyển chứ không phải là mình không muốn cho các bạn. Mà thật sự bây giờ là bạn nào ở gần thì mình mới có thể chuyển diều cho các bạn được thôi. Chứ còn bạn nào ở xa quá thì mình bó tay luôn ấy, không biết làm thế nào để vận chuyển được mấy con diều bé đâu các bạn. Nên là các bạn nào ở gần ấy thì là đến chỗ mình thì mình sẽ nằm em vẫn tặng diều cho bạn thôi nhá. Còn bạn nào ở xa quá thì mình chịu chết. Mình là ở Đông Tảo nhá. Đông Tảo có chỗ Hương Yên nhá. Chỗ các bạn về đây cứ tìm là chỗ cây xăng Đông Tảo. Ok. Nhưng mà bạn nào mở xa quá thì mình chịu chết đấy, không làm gì đâu. Tại vì đợt này đang dịch nhiều ấy, không chuyển, không làm được bất cứ cái gì đâu. Nên là anh em phải thông cảm cho mình nhá. Nhớ vào đăng ký kênh nhá, ủng hộ mình nhá. Đấy, còn hôm nay sẽ thả cho các bạn con diều cánh cốc. Để hứa với các bạn là mấy hôm nữa sẽ đi đặt cái sợi thủy tinh, carbon thủy tinh về để làm mấy cái loại diều tầm 1 mét, hơn 1 mét cho các bạn. Mình đã hứa là mình sẽ làm nhá. Ok các bạn. Còn hôm nay là thôi cứ thả diều cái đã. Đấy. Lên rồi đấy các bạn. Lúc nãy là nó không có gió đâu. Lúc nãy nó không có gió nên là giật là nó khi nó bắt được gió là nó lên. Đấy, em của em đang giật đấy. Hôm nay thời tiết nó hơi âm u một tí. Thời tiết hôm nay nó hơi âm u. Lên rồi đấy. Ngon rồi. Cắt tay chưa? Được rồi đúng không? Đó là nào. À, đi chào. Chắc rồi. Được rồi. Ok.
ok rồi các bạn. Đấy. Ý, thôi kéo lên đằng trên thôi, lên đằng trên mà chơi thôi. Cho dừng, đừng cho xuống thấp quá. Ừ. Là lại mồi đấy. Bây giờ cứ giật. Làm gì có gió đâu mà. Cứ giật. Cây như tờ đấy. Cứ giật giật thôi nhỉ. Bây giờ nhả ra nó cũng chả dụng. Ờ. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn kìa, bây giờ nó đang leo treo ở trên kia, không biết có nhìn rõ không? Trời tối này thì các bạn nhìn thấy hơi ti tí thôi. Ừ, 40 phân thì đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy nó đang bé bé đi 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 đi. Mình nhìn nó còn hơi mờ mờ đấy. Đấy 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 đấy. Đấy. Ok, đấy được rồi đấy, lên rồi đấy, ok rồi đấy. Đó này. Nhưng mà ai mà tay to mồi. Hôm trước là thả cuộn này hay chỉ cuộn này luôn. Chính là chỉ này. Đứng im luôn. Đứng im luôn đấy các bạn. Ngon nghè luôn. Bơm thêm dây không? Con này thì thả không sợ đứt đúng không nhỉ? Ờ đấy. Nhưng mà lên nó vừa vừa thôi, lên cao quá này. Tầm này ăn gió ới ới ới, kêu không? Lên trên gió to. Không. Vâng ạ. Đấy các bạn nhìn này. Hết cuộn chỉ này á, thì có mà. Bay từ đây lên Bắc Giang. Kinh khủng, cuộn này bao nhiêu nhỉ? Cuốn này có đến hàng... Em cuốn 3 bộ 6 rồi đấy. Thế à? Tầm này cũng phải tầm mấy trăm rồi nhỉ? Em cuốn 3 bộ 6 rồi. Tầm này cũng phải mấy trăm rồi các bạn. Trò bay trên gió trên ca to đấy. Gió trên to ấy. Không bé đâu. Không gió dưới. Chỉnh tối lên này là lại bay diều 6 à mầm. Chỉnh lên. Chỉnh diều mà lên thẳng tắp luôn này. Không bị nghiêng luôn nhá. Nhìn nhìn lên lên độ trông cũng nổi phết đấy chứ. Đúng không? Đấy, chốt luôn vào đây nhá. Ê dạ. Được rồi đấy. Ok các bạn, hôm nay cái video này mình thả con cốc thôi. Tại vì xin lỗi anh em, tại vì định thả cái con chính mỹ, à cái con sorry, cái con đại trà ấy. Thế nhưng mà có một số lỗi kỹ thuật nên là chưa, hôm nay video sau là chưa thả con đại trà cho anh em xem. Thì mình hôm nay bị đã thả tạm con cốc và tí nữa sẽ có một con chính mỹ nữa để thả trước con đấy cho các bạn nhá. Còn con đại trà thì sẽ hứa với các bạn là sẽ có mai sẽ thả con đấy. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ để lại cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Like và chia sẻ video để nhận được những video mới nhất của mình. Bye bye.